Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 3 2024. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, học đến tập 33. Nhân đức gặp một cái chú này tính ra bây giờ nữa khoảng 3 tháng. Lúc Nhân Đức gặp chú này là ổng giống như là bị áp lực trong công việc quý vị, áp lực gia đình. Giống như thần kinh chú giống như bị nổ tung lên, nặng nề và bần thần và khó chịu, không tưởng tượng được. Mà chú thì vẫn còn hiểu biết bình thường, nghe nói rồi vẫn biết. Xong gia đình dẫn đến gặp Nhân Đức. Mấy vị biết rằng cái tình trạng mà con người ta bây giờ mà trong cái thời cuộc này mà bị cái tình trạng này nhiều lắm. Bị áp lực trong công việc, rồi trẻ em thì áp lực trong học tập, rồi nhiều người thì áp lực trong công ty xí nghiệp. Nói tóm tắt là bị nhiều áp lực. Xong gia đình dẫn đến gặp Nhân Đức. Nhân Đức nói bây giờ nếu như mỗi ngày mà nó đẩy vào cái chuyện áp lực nó giết điên luôn. Bây giờ phải có một phương pháp để nó chuyển hướng mình, để nó làm cho mình đừng có nhớ những việc đó để bận tâm nặng nề nữa, thì nó giúp cho cái thần kinh nó dịu xuống nhẹ nhàng. Xong Nhân Đức chỉ gia đình bấm vào cái trang Chân Thành Niệm Phật Vô Lượng Thọ của chùa mình và nghe những buổi giảng của Nhân Đức những ngày Chủ Nhật, những ngày lễ. Những buổi đó giảng nó rất là vui, nghe rất là mắc cười và vui dữ lắm. Nó làm cho con người mình nó dịu tâm lại, nó không có nặng nề, không cần suy nghĩ gì hết. Tại vì những buổi giảng của Nhân Đức nó khỏi cần phải suy nghĩ gì, gần gũi dễ hiểu lắm, vui nữa. Vô nghe đi, rồi Nhân Đức tặng cho chiếc máy niệm Phật. Thường bật điều niệm Phật lên và niệm Phật. Rồi những đứa chỉ cho phương pháp lễ Phật. Những đứa khuyên gia đình nên hỗ trợ giúp chú. Khi nghe thì vợ, gia đình cùng nghe, vợ cùng nghe chung được. Rồi khi niệm Phật thì cùng niệm Phật chú. Những đứa nói một câu, nếu bây giờ mà gia đình không giúp chú thì sau này chú bị thần kinh là uổng cuộc đời chú, không tội nghiệp chú. Thì gia đình khi nghe Nhân Đức nói vậy thì gia đình hỗ trợ. Quý vị biết rằng là cả gia đình nghe Nhân Đức giảng là để giúp chú này. Nhưng mà không ngờ nghe xong cả gia đình nghe ghiền luôn, thích luôn. Rồi ghiền chú này là khi mà hôm qua mới đến gặp Nhân Đức là chú trở lại bình thường luôn. Có nghĩa là trong vòng 3 tháng mà nhìn chú á, của cái 3 tháng trước Nhân Đức gặp và bây giờ Nhân Đức gặp hoàn toàn giống như hai con người mới. Chú vui vẻ, chú hoạt bát và con người chú giống như là nó rất là đặc biệt luôn quý vị. Mà gia đình chú đều là có trạng thái y gan vậy luôn. Khi nghe Nhân Đức giảng nó cởi mở tâm tư, nó nhẹ nhàng, nó đi vào sâu vào cái chuyện là tinh nhân tinh quả. Rồi tự nhiên công việc làm chú nhẹ nhàng cái tâm lại luôn. Rồi gia đình bây giờ cùng nghe Nhân Đức giảng luôn quý vị. Mà bây giờ gia đình phát tâm ăn chay trường luôn. Thì thấy chỉ có cái việc mà giảng đơn giản thôi mà không biết làm sao mà nó làm cho người ta chăm tâm trạng đặc biệt. Nhân Đức hỏi gia đình thì gia đình nói rằng là nó có một cái nguồn năng lượng gì đặc biệt lắm. Khi nghe rồi là nó thu hút mà nó vui.
rồi nó làm cho con người nhẹ nhàng thoải mái, rồi cả gia đình tự nhiên thích nghe luôn. Ban đầu là gia đình là nghe để hỗ trợ chú khi nghe thầy dạy, nhưng mà nghe rồi là gia đình thích nghe luôn. Và nghe rồi mà nghe đến đâu thấm đó, nó cởi mở tâm tư, rồi nó nghe đến đâu thấm đó. Bây giờ cả gia đình nghe và biết niệm Phật và ăn chay trường. Rồi quý vị coi, mình trong lòng mình nói chắc là Phật Bồ Tát gia hộ với mình sao. Những điều mình nói rất là đơn giản mà bao nhiêu có người được lợi ích từ một câu Phật hiệu mình chân thật giới thiệu, mà cởi mở tâm tư bao nhiêu con người, giúp được bao nhiêu con người. Như hôm qua những đức gặp phái đoàn miền ngoài vô chút cũng khoảng 50 người, có một vị thầy đi chung. Có nghĩa là quý vị biết rằng là họ đa phần nghe những đức giảng pháp rất là thích. Khi mà gặp những đức họ rất là mừng. Vừa gặp là nói chuyện rồi, những đức không biết họ ở đâu đến gì hết. Rồi mình cũng định quay đoạn phim làm kỷ niệm, nhưng mà nói ủa không biết chứ quay gì vậy. Rồi chú Tâm Nhiên ông đặt cái máy quay phim thí gì đó, rồi ông để cái đồ thu âm ở xa. Nhưng bước vào một cái là cảm giác cái từ trường là như đức nói đây là những người niệm Phật. Thầy này cũng niệm Phật luôn, vui vẻ dễ thương. Rồi ngồi nói chuyện thì có những người nói những công đoạn mà họ nghe mình giảng, rồi họ hành trì, rồi họ áp dụng. Rồi có một chú thì ông bị đĩa điểm, rồi ông dùng phương pháp niệm Phật lễ Phật, rồi ông chuyển hóa, rồi ông phát nguyện từ hôm nay chỉ còn có một câu Phật hiệu. Rồi nhiều người được lợi ích rất là lớn, mà bước vào ngồi xuống cái là từ trường nó công nhận rõ ràng, giống như nó nước hòa cùng sữa, giống như nó cùng tần số. À, nói đúng là câu cùng tần số. Đó là cái rất đặc biệt, dù là ở phương xa, dù ở xa mà mình nghe mà mình chân thật cung kính, biết nghe lời, chân thật làm, áp dụng, thì cái lợi ích rất lớn. Bởi vì Ấn Độ ngày nay hay, một phần thành kính là được một phần lợi ích, 10 phần thành kính là được 10 phần lợi ích, không thành kính dù ở bên cạnh cũng không có kết quả. Tại vì không thành kính quý vị, còn có tâm thành kính thì lợi ích rất là lớn. Những điều rất đơn giản, rất bình dị, nhưng mà nó lại đi vào cái lợi ích rất là lớn. Quý vị biết là ngay cái chỗ mà người ta quý trọng như đức là ngay chỗ nào? Ngay cái chỗ những đức thật sự hiện tại bây giờ rất là có tiếng tăm, nhưng mà những đức rất là gần gũi, những đức rất là đơn giản, nói chuyện rất bộc bạch, những văn tự truyền tải cực kỳ gần gũi, cực kỳ đơn giản. Hôm qua những đức gặp một cái cô này, cô đã có góc độ mà nhận thức rất là sâu sắc, trí thức. Cô nghe nhà nước giảng, cô cũng làm việc nhà nước, cũng có chức phận, làm việc rất là quan trọng. Thì cô gặp nhà nước, cô nói chuyện rằng con biết, con nghe thầy giảng thời gian rất là lâu, con biết thầy truyền tải những cái văn tự rất đơn giản này, người cũ là đã nghe thầy lâu rồi, nhưng bây giờ bao nhiêu con người ngồi trong pháp hội này, người nghe thầy giảng quá đông, nên thầy giảng làm sao mà người lâu cũng nghe được, mà người mới vô pháp hội cũng nghe được, mỗi căn tính đều nghe được. Nên thầy truyền tải có những văn tự mà người ta không hiểu, người ta lại nói thầy này kia, nhưng mà con nghe con hiểu liền. Nhờ thầy giảng như vậy mà pháp hội đông người ai cũng đều nghe được. Thầy đa dạng căn tính nên thầy giảng đa dạng cách. Những đức nói hiếm có người nghe pháp mà nhận thức được như cô. Đúng rồi, những đức mà không giảng phong phú như vậy thì làm sao trong cái pháp hội này đông người mà ai cũng nghe được. Quý vị coi cái lễ viếng Quan Âm, những đức giảng mấy chục ngàn người nghe mà ai cũng ngồi nghe được mà không ngán, ngồi nghe một tiếng mấy đồng hồ nghe được, thì quý vị biết cỡ nào chưa. Có nghĩa là những đức truyền tải những văn tự mà hạng người nào ngồi nghe cũng được lợi ích hết. Cái đó là cực kỳ khó, không đơn giản, phải cần Phật Bồ Tát gia hộ cho mình. Thì cô này cô nghe như đức giảng thời gian lâu, cô nhận thức được, cô nói thầy truyền tải văn tự nó rất là hay, mà cả người tu lâu bây giờ nghe nó cũng vẫn thấy nó có cái hay trong, nhưng mà tại vì người ta không chịu để ý thì người ta thất bại, người ta không được lợi ích. Con nghe con thấy rõ ràng luôn, cách truyền tải của thầy rất là khó, tại vì cái pháp hội của thầy là dưới Quan Âm hay là ngày Chủ Nhật đồ rất là đông người ta, nhưng nếu như mình giảng chỉ có một căn nghe thì những người khác người ta nghe không được. Nhưng mà thầy giảng ai cũng ngồi nghe,
người lâu người mau gì cũng vô nghe được hết trơn. Đây là cái truyền thải rất là khó khăn. Quý vị biết rằng là làm dâu trăm họ nó không đơn giản đâu quý vị. Nên giảng mà cho cái đại chúng mà ngồi trực tiếp mà ngồi nghe rất là đông, mà vẫn ngồi răm rắp không ai đi đâu bỏ đi, việc này rất là khó. Bản thân của mình cầu Phật Bồ Tát gia hộ, nên mỗi lần những đức lên chánh điện, những đức chia sẻ Phật pháp, những đức đều hướng về Phật Bồ Tát, chỉ cầu đúng một cái nguyện là cầu nguyện Phật Bồ Tát gia hộ cho con giảng đúng lời Phật dạy, lời Bồ Tát dạy nhiêu thôi. Chỉ cầu vậy thôi, cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho mình giảng lợi ích cho chúng sanh đúng như lời Phật Bồ Tát đã dạy. Chỉ cầu nhiêu thôi, không cầu gì hết. Người khen người chê mặc kệ, niệm niệm nghĩ gì người. Nên những đức thấy rằng pháp môn tịnh độ này quá hay. Chỉ có một câu Phật hiệu mà giải quyết quá nhiều vấn đề quý vị à. Giải quyết nhiều vấn đề vô cùng. Bởi chủ nhật những đức có nói một câu, quý vị để ý rất là hay. Những đức có nói một câu rằng, thí dụ như mình là người phụ nữ, mình tiếp nhận được Phật pháp, chồng của mình nó không tiếp nhận Phật pháp, mình đi tu về họ rầy rà nói này nói kia mình, hoặc là nhậu nhạt vô chửi mình, họ nhậu vô họ xỉn sai, họ sai rồi họ chửi mình là đúng, còn mình chửi lại họ là mình sai. Tại vì sao? Vì họ uống rượu họ sai. Đã là sai thì họ ưa nói bậy, người sai mà. Còn mình là người tỉnh, mà mình là người học Phật, mình đi chửi họ lại thì mình sai, họ chửi mình thì đúng. Quý vị nghe cái câu này, quý vị phải đi thiệt là kỹ, cái đạo lý rất sâu sắc nằm bên trong. Thí dụ như quý vị là người học Phật, quý vị đấu đá với người ta là mình sai. Còn cái người ta không học Phật mà ta đấu đá với nhau thì người ta đúng. Đúng về cái hành động là người ta không hiểu quý vị, không hiểu nên người ta đi đấu đá với nhau. Còn mình là học Phật, mình được nghe giảng dạy hết rồi, mình đi đấu đá với người ta là mình sai. Quý vị nghe để ý thiệt là kỹ nghe. Cái việc ở thế gian thì nói là đúng là sai như vậy, nhưng về định luật nhân quả, nếu anh tạo khẩu nghiệp ác nghiệp thì anh phải chịu nhân quả. Đó. Anh chịu nhân quả là đúng. Còn cái việc ở thế gian này họ không hiểu việc đó thì họ phê phán, thì họ không hiểu nên họ có phê phán. Giống như bây giờ mình học Phật, mình là người kính trọng Phật pháp, mình đâu có phê phán Phật pháp đâu, đúng không? Nhưng họ không học Phật, họ không kính trọng Phật pháp thì họ phê phán Phật pháp. Nên ngay cái chỗ cái người học Phật của chúng ta, làm sao cho cái người ta không học Phật mà người ta cảm giác người ta quý Phật pháp, là chính cái hành động tu học của chính mình. Vì coi những đức học Phật á, đâu có dùng những văn tự cổ điển xưa nhiều, mà những đức lược văn tự Phật pháp ra giảm nhẹ xuống cho người nghe. Cái lượng Phật tử mà quý thích những đức cực kỳ đông, nhiệt tình hết lòng vì người, người ta quý thương mình rất là đông. Mình niệm niệm nghĩ gì người, nếu như mình học Phật mà nhiều người quý thương quý trọng mình thì ta quý trọng Phật pháp. Vì ta quý thương quý trọng mình nên ta quý trọng Phật pháp, ta thấy Phật pháp hay. Đây là cách mà mình hưng thịnh Phật pháp. Còn nếu như mình học Phật mà người ta nhìn hình tướng mình mà đa phần người ta đều phỉ báng, là không chấp nhận, thì là mình đang phỉ báng Phật pháp. Mình học Phật gì là mình đang phỉ báng Phật pháp. Thí dụ như bây giờ mình học Phật gì mà mình chửi chồng chửi con, mình làm chuyện tầm bậy tầm bạ thì mình đang phỉ báng Phật pháp. Còn mình là người đàn ông, mình học Phật rồi mà bây giờ mình về mình đánh vợ, đánh con, làm chuyện tầm bậy tầm bạ là mình đang phỉ báng Phật pháp. Nên mỗi một con người mình nhận thức cực kỳ sâu sắc, mình thịnh pháp hay là mình phỉ báng Phật pháp là do chính hành động của người học Phật của chúng ta. Người học Phật của chúng ta mà mỗi ngày nhìn quý vị vui vẻ an lạc tự tại thì quý vị đang thịnh pháp. Tại vì người ta nhìn mình là tự nhiên người ta muốn học Phật, nhìn mình là người ta muốn học Phật. Nhưng hôm qua những đức ngồi nói chuyện với phái đoàn ở miền ngoài vô, những đức nói một câu rằng quý vị học Phật là hướng đến chánh tín, quý vị phải nhớ kỹ câu này. Không có một vị thần nào mà ban phước giáng họa cho ta, chỉ có chính ta là người tạo phúc thì hữu phúc,
tạo ác thì hưởng ác. Nên á, trong kinh Nhân Quả Phật dạy, người mà làm thiện thì niềm vui có thừa, người mà làm ác thì khổ đau có thừa. Thiện hay ác là do chính mình tạo rồi tự nó đến, chứ không có ai mà có quyền ban thiện hay ban ác gì cho ta. Chính chúng ta gieo nhân gì thì chúng ta gặt quả báo này. Phải nhớ rõ ràng chỗ này. Mỗi người mình khi nhận thức được như vậy thì quý vị phải nhớ là mình phải thường nghĩ thiện, làm thiện, thường nghĩ thiện pháp. Mà cái nghĩ thiện pháp đặc biệt nhất là nghĩ A Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật. Như Đức từng nói rằng chùa của mình mỗi ngày chỉ có một câu Phật hiệu này thôi mà giải quyết bao nhiêu vấn đề trong ngôi Tam Bảo, làm bao nhiêu việc giải quyết bao nhiêu vấn đề trong ngôi Tam Bảo. Con người sống trong đây rất là bình an, đa phần con người đều vui. Ai đến chùa mình cũng vui. Rõ ràng cái nơi ở của mình mà vui thì ai đến người ta cũng cảm thấy hoan hỷ và an lạc và vui. Còn cái nơi ở của mình mà không vui, mình mà còn không vui, ai đến đây vui được quý vị? Nên cái gia đình mình mà khách đến nhà mà ta thích là vì gia đình mình bình an và vui vẻ. Quý vị đến một cái gia đình ăn chay niệm Phật, quý vị sẽ cảm giác từ trường hoàn toàn khác. Vì đến cái gia đình sát sanh hại vật, cái từ trường hoàn toàn khác. Cái nơi mà sát sanh hại vật thì cái cảm giác quý vị bước vào nó cảm thấy âm khí nặng nề. Còn cái nơi mà phóng sanh ăn chay niệm Phật, quý vị đi đến đó cảm giác cái từ trường bình an. Nên mình ở đây á, ngày thứ bảy chủ nhật cộng tu là một cái nơi mà tích tụ nguồn năng lượng rất là cao. Nhưng Đức thường nói với hàng Phật tử rằng muốn cho làm ăn phát đạt, làm ăn được tốt đẹp, mọi việc tốt đẹp thì phải tích tụ một cái nguồn năng lượng. Mà năng lượng nó tích tụ được là nhờ nghe pháp nó thông tâm. Giống như cái câu chuyện đầu tiên như Đức nói, bị áp lực mà đến mức muốn điên cuồng, mà nhờ nghe pháp niệm Phật, rồi cả gia đình nghe pháp niệm Phật, vì mà nó quá giải, nó thông tâm, nó quá giải luôn. Vì thấy cực kỳ hay luôn. Nên mỗi một con người mình khi nhận thức được Phật pháp, quý vị thấy rõ ràng Phật pháp lợi ích lớn vô cùng cho nhân sinh. Rồi là Phật pháp cứu đời tôi. Bản thân những đức cũng nhờ Phật pháp cứu cuộc đời mình này quý vị. Ngay pháp môn niệm Phật này cứu cuộc đời những đức này. Nên những đức nói rằng mỗi một con người khi nghe được pháp môn tịnh độ này, chúng ta có đường thoát hết. Nhờ cái ngày chủ nhật những đức có nói một câu rằng mỗi một con người chúng ta sống trong cuộc đời này, một đời mấy mươi năm ngắn ngủi, khổ cũng là mấy mươi năm ngắn ngủi, vui cũng mấy mươi năm ngắn ngủi, vì sao chúng ta không sống một đời học Phật, niệm Phật, sống an lạc, vui vẻ trong bất cứ hoàn cảnh nào. Dù bây giờ mình nghe tin mình bị ung thư đi chăng nữa, bản thân mình cũng rất là bình tĩnh. Tại vì sao? Vì đến cái cuộc đời này ai cũng phải già bệnh và ai cũng chết. Có những người chưa già mà đã bệnh và cuối cùng cũng chết. Có những người quý vị thấy họ khỏe sôi sỏi, không có bệnh gì hết, tự nhiên đột quỵ chết. Có những người có danh tiếng lớn vô cùng, địa vị đang phát triển vô cùng, tự nhiên sụm cái chết. Bao nhiêu con người liên nuối tiếc, tiếc dùm cho người này, sự thành đạt người này, sự thành công người này lớn như vậy mà còn trẻ như vậy mà chết. Nên số mệnh mọi con người không ai ngờ được. Nên tại sao chúng ta không sống ngày hôm nay cho đặc biệt? Dù ngày mai có như thế nào, con người ta khổ nhất là cứ lo cho cái ngày mai. Khi Nhân Đức vào trong bếp nấu ăn, quý vị, Nhân Đức vào trong bếp nấu ăn thì mấy anh em làm việc chung, mấy cô làm việc chung, ai cũng nói ồ sao mà thầy làm đồ ăn sao mà nó gọn dữ vậy ta, mà nấu đồ ăn cũng ngon, ăn ngon mà sao làm rất là gọn, rất ổn định trong nhà bếp. Nhân Đức nói lúc trước mấy cô làm cực là vì mấy cô chuẩn bị cho ngày mai. Còn Nhân Đức không có chuẩn bị cho ngày mai, ngày giờ này sáng nay là Nhân Đức nấu cho sáng nay, trưa nay là Nhân Đức nấu cho trưa nay, chiều là buổi chiều nấu, ngày mai là sáng mai nấu. Còn mấy cô mình thì chuẩn bị cho cái ngày mai. Bữa nay họ đang làm mà họ chuẩn bị cho cái ngày mai rất là nhiều quý vị. Họ làm họ chuẩn bị cho cái ngày mai rất là nhiều. Cuối cùng họ ăn đồ cũ mà họ rất là cực.
Giống như mình, chùa mình á, có những người mình đưa lên cái số lượng ký số niệm Phật bữa nay, nhưng mà mình bấm cho ngày mai thì cái đó là được. Tại vì mình tính gì để mình liên tục mình niệm Phật luôn, không có gián đoạn, không nghỉ, niệm Phật luôn thì tốt. Nhưng mà nếu làm việc mà cứ tính hoài cho cái ngày mai thì mình cực bu đau bu cổ luôn, không có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi. Còn như thế thì làm việc thì hiện tại làm, rồi chưa thì làm thì chưa làm, chiều làm thì chiều làm. Giống như nước sáng giảng pháp là sáng giảng pháp, chưa giảng pháp là chưa giảng pháp, chiều giảng pháp là chiều giảng pháp. Nhưng Đức có ngồi đây để tính toán suy nghĩ chiều giảng pháp như thế nào. Nên những Đức nói rằng cái gì nó cũng có cái lợi và cái hại. Nên những Đức khuyên ngay các anh em trong chùa, cái gì mình cho người ta làm mình phải tính toán cho nó kỹ. Đừng có bao giờ mà tùy tiện dùng công dùng của phí phạm, nó sẽ không có giữ được phước duyên của mình đâu. Khi phước duyên mình hết rồi, họa nó đến với mình. Nên những Đức làm cái gì là những Đức phải tính kỹ cái chuyện phải sử dụng. Còn làm mà không sử dụng thì những Đức không có làm, không có làm. Giống như những Đức nhờ các anh em mấy ông đóng giùm những Đức cái giường bên Đại Tùng Lâm, mấy anh em mấy ông đóng cái giường rất là khéo. Những Đức có được cái giường, những Đức nằm nghỉ. Thì những Đức nói cảm ơn mấy anh em, mấy anh em đóng cái giường này nó lợi ích, tại vì những Đức nằm nghỉ, những Đức sử dụng, ngủ một giấc ngủ ngon, những Đức đầy đủ sức khỏe để lo việc cho công chúng. Mấy anh em tạo cái này là tạo cái duyên phước rất là lớn. Nhưng nếu mỗi ngày cứ đóng suốt, những cái không cần thiết cũng đi đóng, đây là bỏ công. Còn nếu như sơn phết lên, dù là người ta cúng dường đi chăng, nhưng mà không cần sử dụng, đây cũng là bỏ của. Có những món đồ mình làm nó phải sử dụng, còn nếu làm ra mà không sử dụng thì đây là bỏ công, bỏ của. Đừng bao giờ thấy rằng mình có người làm tiện lợi bản thân mình, cứ lôi ra làm hoài. Tại sao chúng ta không suy nghĩ cho kỹ để mình có thời gian mình đi niệm Phật, thời gian mình lên chánh điện tu, hoặc mình làm việc khác càng làm. Nếu nghĩ ra như vậy thì chúng ta làm là cần thiết làm, còn không cần làm thì chúng ta nghỉ ngơi niệm Phật. Cái đó là mình không phí phạm công, không phí phạm của. Phải nhớ cho kỹ, cái gì cần làm là cái đó là phải sử dụng. Chứ nếu như làm bằng một cách vui chơi thì đây gọi là bỏ công và bỏ của. Như bản thân những Đức đi vô trong nhà bếp, cả củi mà những Đức chụm, mà rất nhiều người nói rằng thầy nấu ăn tới bây giờ là củi không hao luôn. Vì những Đức khi chụm củi càng dùng, còn khi mà nó đã chín rồi những Đức không cần chụm, những Đức để than bình thường cho nó chín đồ ăn từ từ. Khi đồ ăn chín rồi những Đức không có kéo ra liền, những Đức để trên lò để chi? Để cho đồ ăn nó nóng từ từ. Đến khi tới giờ đem đồ ăn ra, những Đức mới đem một lượt đồ ăn ra, thì lò cái nào cũng than tắt hết trơn, thì lao bếp rất là khỏe, không có bị nóng. Còn thường người ta nấu người ta cứ tha hồ chụm, chụm thoải mái luôn. Khi người ta kéo cái đồ ăn ra thì lò vẫn còn cháy rầm 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 rầm, lao bếp cũng cực mà người nấu rất là nóng nảy. Còn khi bên đây nấu ăn mà vẫn còn củi là những Đức sẽ lụm củi bên đây, những Đức bỏ qua cái lò cần nấu. Có nghĩa là nơi nào không cần sử dụng thì những Đức lấy cái nơi phí phạm này bỏ qua cái nơi cần sử dụng, đắp qua đắp lại nhau. Nên những Đức dùng không có cái việc mà tốn công và hao của. Chứ vì phải như vậy đó thì phước duyên mình mới lớn. Cái gì cần làm là làm, chứ không có tùy tiện làm rồi phí phạm bỏ đại bỏ càng. Nên ai mà cúng những Đức cái gì là dùng xứng đáng, chứ không có cái chuyện mà người ta cúng mà những Đức không dùng. Người ta cúng chiếc xe là những dùng chiếc xe, người ta cúng cái gì là những Đức phải cho chúng dùng cái đó. Còn nếu dư ra những Đức đem cho người ta, cho người ta dùng, chứ không bao giờ bỏ đại bỏ càng cho phí phạm. Nên cuộc đời những Đức sẽ không có một cái gì gọi là lưu niệm. Những cái mà những Đức thấy là thật chắc nhất, mấy anh em đóng những Đức cái giường, những Đức nằm cái giường, những Đức không có bỏ phế. Những Đức cái gì những Đức dùng là những Đức sẽ dùng, còn không dùng những Đức sẽ đem đưa ra cho người ta. Chứ không bao giờ những Đức nói đó là lưu niệm mà để không bỏ, không dùng. Thì người ta cúng cho mình mới có kết quả. Còn nếu dư giả mà không dùng, không đem đi đâu
thà người ta cúng mình không nhận. Tại vì mình nhận cũng là cái phước của mình, mà mình không dùng là tổn phước duyên của mình. Phải hiểu nguyên lý gì đó thì mình biết tích tụ duyên phước của mình. Ở trong ngôi Tam Bảo mình làm cái gì vậy? Phải suy nghĩ cho thật kỹ. Không phải là mình có tiền mình muốn mua gì mình mua đâu, mà mình mua gì mình phải suy nghĩ cho kỹ. Suy nghĩ là mình mua mình phải dùng, còn mua mà để mà không dùng bỏ đại đó thì mình phải tính cho kỹ. Bên đây không dùng, hỏi bên kia có dùng không, hỏi bên nọ có dùng không, để đưa cho người ta dùng. Không có được mà đem về rồi bỏ phế liền đại liền càng. Không có nên làm như vậy. Cái mà phí phạm đó là tội lỗi. Công mà của phải suy nghĩ cho thật kỹ. Nó giống như bây giờ mấy điểm chùa mình càng mấy chiếc xe ba gác, những đức đang đặt mua mấy chiếc xe ba gác, bên kia sắp sửa xây dựng sử dụng. Xe ba gác bây giờ đa phần ngoài người ta không cho chạy nữa, nên mình mua mình chỉ chạy trong chùa thôi, chạy ở trong chùa để mà lo việc ở trong chùa thôi. Đó, rồi xe điện, những đức cũng đang đặt mấy chiếc xe điện để cho bên Đại Tùng Lâm Đầu Tràng Ba. Sau này bên đó khi công trình xây dựng xong hết trơn rồi thì tiếp tục bên ngôi chùa mới mọc lên thì sử dụng bên đó luôn, để mà khi lễ lọc tải Phật tử qua lại chỗ ở này kia được. Nên toàn là những thứ mà Tam Bảo cần sử dụng. Chưa bao giờ mua một cái gì đem về mà để đó mà không sử dụng, hoặc người ta cúng cái gì mà không sử dụng. Như Đức không có chịu gì. Nên trong nhà bếp gì, Như Đức không có chịu mua đồ phí phạm, mua tùm lum tùm la đồ, đụng đâu mua đó, không có chịu gì. Nên tới khi Như Đức trong bếp rồi là hoàn toàn đều là sử dụng cần thiết, không có bao giờ phí phạm. Nên những đức mong tất cả những điểm chùa mình phải nghe những đức chia sẻ những điều này để giữ được duyên phước của mình khi ở trong ngôi nhà Tam Bảo. Cái này rất là quan trọng. Phước duyên mình dày rồi thì cảnh giới mình lúc nào cũng phát triển tốt. Phước duyên mình xài đã hết rồi thì mình tiêu. Nếu như cái công người ta mà mình phí phạm là mắc người, cái phước mình mà phí phạm thì cảnh giới mình suy sụp. Công và của mà phí phạm thì người không có, cảnh giới suy sụp là khổ đó. Nên mình dùng người mình phải biết. Lúc người ta rảnh mình cho người ta nghỉ ngơi đi, lúc người ta cần làm thì ta sẽ làm, nhưng lúc rảnh cho người ta nghỉ ngơi. Chứ đừng lúc rảnh mà cũng lôi làm. Rảnh thì cho nghỉ ngơi, còn cần làm thì phải làm. Phải nhớ kỹ, mình áp dụng từ sức người cho đến của cải đều phải khéo léo thì duyên phước của mình cực kỳ lớn, đặc biệt dữ lắm. Nó nên từ một câu Phật hiệu mà những đức ấy, sống được an lạc, sống có ý nghĩa, sống vui vẻ, đó là 100%. Nên trong lòng những đức thấy Pháp Môn Tịnh Độ này quá đặc biệt. Nên tất cả người trong chùa làm gì phải siêng năng niệm Phật. Cái chuyện niệm Phật là bản thân của mình. Nếu như mình không siêng niệm Phật là mình thất bại. Nên mình phải siêng niệm Phật. Ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng. Phật tử ngoài đời gì bận cỡ nào cũng phải niệm Phật. Niệm Phật là một phương pháp an lạc vui vẻ. Nghe Pháp là một cách để thông tâm. Đây là hay dữ lắm. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tín nguyện niệm Phật kiên cố cả đời không thối tâm. Khi bỏ báo thân này, chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.